Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 22 của câu chuyện cải táng quân số 6 trong series Thầy Tàu đi kỳ chuyện của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, như vậy chỉ còn hai tập nữa, 24 tập là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện rất hay này. À, bây giờ chúng ta đang đi đến những tập cuối cùng của bộ truyện được chúng ta rất là kỳ vọng. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với nội dung tập số 22 bộ truyện này qua phần diễn đọc của đích soạn. Thầy Lương bấy giờ gật đầu rồi nói tiếp. Vâng, thưa các cụ đó chính là bí mật về kho tàng được chôn bên dưới cổ mộ tôi cũng không ngờ ông khiêm lại là người nắm giữ bí mật về cổ mộ từ nhiều năm về trước trong tay của ông ta có bản đồ cũng như chỉ dẫn về cách mở ra cổ mộ ông thọ há hốc mồm ấp úng nói như vậy có nghĩa tôi hôm qua thủ trưởng khiêm cùng bốn người trong đội hình sự tìm tới phượng bãi là để trộm mộ thầy lương đền đáp đúng là như vậy ông thọ hỏi tiếp nhưng thầy lương tôi vẫn thấy có điều gì không đúng thầy nói thủ trưởng khiêm có bản đồ trong bản đồ có viết cách mở ra cổ mộ bên cạnh đó thủ trưởng khiêm cũng biết vì bí mật của cổ mộ nhiều năm nay thế tại sao ông ấy không tìm đến cổ mộ trước kia mà phải đợi cho đến tận bây giờ tất cả đều chờ đợi câu trả lời phía sau thầy lương im lặng ít giây thầy lương khẽ thở ngắt ra đoạn đáp bởi vì ông ta không thể đọc được những ký tự cũng như chữ viết trong bản cổ tự đừng sao chép lại đó ông ta đã dành nhiều năm trời đi tìm người giải mã các ký tự có trong tấm bản đồ thế nhưng đó là ký tự cổ của một tộc người cổ xưa mang tên là bạch lang tộc ngay đến đây ông thọ với cái đầu suy luận sắc bén của một đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội lập tức nhận ra vấn đề ông thọ nói và thầy Lương. Thầy là người đã dịch lại những ký tự cổ đó cho Thủ trưởng Khiêm. Đó cũng là lý do tại sao Thủ trưởng Khiêm lại nhất định bắt giam thầy tại trụ sở công an huyện. Thầy Lương gật đầu ông thọ tiếp. Nhưng mà làm sao mà ông ta biết thầy có thể dịch được những ký tự cổ ấy? Bởi vì Thủ trưởng Khiêm đã biết về danh tính cũng như khả năng của thầy Lương đây trước đó rồi mạnh nằm ở chiếu phía sau lưng của ông thọ cất tiếng nói điền với ông thọ vội quay lại nhìn anh mạnh à anh tỉnh rồi sao điền hỏi mạnh khẽ gật đầu đáp tôi đã tỉnh từ lúc mọi người bắt đầu nói chuyện đỡ tôi dậy thì cũng có chuyện muốn nói với thầy lương sự việc lần này phía công an không thể giải quyết được không cẩn thận còn có thêm nhiều người phải chết Điền đỡ mạnh ngồi dậy thế lương nhìn mạnh nói thể trạng của cậu tốt thật đấy không ngờ lại bình phục nhanh như vậy nhưng đừng gắng gượng quá cứ nằm nghỉ ngơi thêm đi ông thọ hỏi mạnh mạnh à cậu nói thủ trưởng khiêm biết thể lương trước đó là thật ư thể lương thay mạnh trả lời câu hỏi của ông thọ đồng thời kể hết tất cả những gì xảy ra tại trụ sở công an huyện Bên cạnh đó Mạnh cũng nói cho Thầy Lương nghe những phát hiện Những manh mối mà mình đều cho được trong thời gian qua Cho đến tận trưa ngày hôm nay Tôi chính là người đã gián tiếp hại chết bốn đồng chí công an đi cùng ông ta Thầy Lương buồn rầu nói Cô đam lên tiếng Không Thầy không có lỗi gì cả Là do đám công an thoái hoa biến chất ấy tự chuộc lấy Chúng dám xâm phạm vào nơi linh thiêng của thôn Phượng Bãi và cái đó mà giá là chúng phải trả Ông thọ dùng mình sững cả người Tiền khốn khiêm Sao hắn dám làm thế Với lợi ích cá nhân mà hắn sẵn sàng hiến tế bốn người thuộc cấp thần tín Nhưng người cộng sự đã đi theo hắn nhiều năm Chưa kể đến hắn bị kho tàng vàng bạc chèm mở mắt Vứt bỏ đi tôn nghiêm trách nhiệm của một người chiến sĩ công an nhân dân Tôn chỉ vì nước quyền thân Vì dân phục vụ đã bị hắn ném bỏ Chẳng lẽ tính mạng của hàng trăm nhân khẩu trong thuần phượng bãi đối với hắn không có chút giá trị nào sao? Thật là nhục nhã mà, tiền khốn chết tiệt. Không giấu nổi sự tức giận khi biết rõ trần tướng những việc mà ông Khiêm đã làm. Ông thọ trừ bới thẩm tệ người thủ trưởng mà mình từng rất tôn trọng. Quay sang nhìn thầy Lương, ông thọ hỏi. Thầy Lương, như vậy có nghĩa là sau khi hiến tế bốn thuộc cấp cho đủ bảy người, lão ta đã mở được cổ mộ và biến mất cùng số kho tàng trong đó. thế lương trả lời về điều này thì tôi không dám chắc. tuy nhiên với việc ông ta biến mất, thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra. các đồng chí công an cùng các cụ hãy bình tĩnh nghe tôi nói. chuyện kho tàng hay chuyện những người đã chết tạm thời hãy gác qua một bên. có hai điều cần quan tâm nhất lúc này, một là tính mạng của bà con dân thôn, hai là thi quỷ khẩm giờ thì nó đã trở thành quỷ sống đang lẩn trốn đâu đó trong thôn Phượng bãi về điều đầu tiên trước mắt chỉ cần bà con tập trung tại đình nghè thì sẽ tránh được họa sát thân tuy nhiên đây chỉ là phương án tạm thời bởi chỉ sau vài ngày địa mạch sẽ biến đổi theo hướng tồi tệ hơn từ lúc đó sợ rằng linh khí của đình nghè không còn chấn áp được chứng khí thị quỷ nữa chính vì vậy mà cách tốt nhất để hóa giải mọi tai ương đang xảy ra tại vượng bãi chỉ có một cách duy nhất, đó chính là tiêu diệt thị quỷ. Ông Thọ lúc này nói, Nhưng biết nó là ai? Biết nó ở đâu để mà tiêu diệt được nó chứ? Chứ kể nếu nó là ma quỷ, không phải là con người, Thì tiêu diệt nó bằng cách nào? thế Lương trả lời, Khi sử dụng cách hiến tế bảy linh hồn để mở ra cổ mộ, Thì cần phải có một bản thể sống để thi quỷ nhập hồn. Lúc này chỉ có một trong hai người có khả năng đã biến thành quỷ sống. Đó chính là ông Khiêm hoặc cậu thanh niên tiền thuận. Ông Khiêm thì tỷ lệ ít hơn khi mà người nắm giữ bí mật của cổ mộ. Khả năng lớn thuận chính là thì quỷ. Ông Kha quay trở lại đỉnh với bao gạo ở trên vai. Đứng trước khiên đình nghe thể đừng nói như vậy Âu Kha sững sờ đánh rơi cả bao gạo xuống đất. Miệng ấp úng ánh mắt thất thần, ông Kha lúc này run rộng. Thầy Lương, thầy vừa nói cái gì à? Thằng, thằng Thuận là thi quỷ ư? Không, không phải đâu. Thằng bé nó hiền lành, chịu thương, chịu khó lắm. Sao nó có thể là thi quỷ được chứ? Kéo bao gạo dựng vào chỗ cột đỉnh, ông Kha bước vội tới chỗ của thầy Lương rồi cố gắng phân trần. Thầy Lương à, Cầu Thuận đó tôi biết Mà trong thôn này ai cũng biết hoàn cảnh của nó Mới đẻ chưa được một tuổi Cả bố lẫn mẹ đều bỏ đi Nó là đi làm ăn xa Nhưng mà sau này nghe đâu Bảo đều chết cả Thằng bé ở với bà ngoại là cụ Ngân Hai bà cháu tần tảo nuôi nhau Cách đây 7 năm Cụ Ngân cũng qua đời Đúng vào thời điểm trong thôn đói kém mất mùa Cụ Ngân chết Còn không có nổi cái áo quan để chôn cất Thằng Thuận lúc đó 16 tuổi Ở à, cái cây tuổi thanh thiếu niên nó mất cả bố lẫn mẹ Rồi mất cả bà ngoại Chẳng ai giúp đỡ được gì cho nó Một thân một mình bươn trải làm ngày làm đêm Ăn không dám ăn mặc không dám mặc Bò bò chất bóp Dành dụng từng đồng với mong ước có đủ tiền cải táng cho bà ngoại Mua cho bà ngoại cái tiểu xanh Xây cho bà ngoại ngôi mộ bằng gạch đỏ Thằng bé nó hiền lành hiếu thảo như vậy Sao có thể là thi quỷ được hạ thay Thầy Lương chấn an ông Kha Chú Kha Đây mới chỉ là suy đoán Vì nữa chú đang hiểu sai vấn đề Việc thi quỷ nhập vào một người không quan trọng Người đó là tốt hay xấu Mà chỉ có hợp hay không hợp mà thôi Hợp ở đây là hợp phong hợp vía Hợp với bản thể về phần linh hồn Đôi khi còn là hợp về huyết thống Và cả thể xác Người bị quỷ nhập không còn lựa chọn Nếu như quỷ hồn quá mạnh Qua những thông tin mà cậu mạnh tìm hiểu được Cộng với những gì mà ông khiêm úp mở với tôi Khi được tôi lý giải cho ngay cách để mở ra cổ mộ Thì chắc chắn một điều Đó là cậu thuận kia Là người có liên quan đến ngôi mộ cổ Đã tồn tại hàng trăm năm Ở thôn Phượng Bãi Mạnh lúc này nói với ông Kha Trong đêm ngày hôm qua Thủ trưởng Khiêm cùng với người của mình đã tìm đến nhà Thuận Trước khi bốn người đi cùng thủ trưởng Khiêm chết tại nghĩa địa Đồ đạc trong nhà của Thuận bị lục tung Trên nền nhà là những dấu giày Loại giày được cấp cho cán bộ sĩ quan công an Hãy như thủ trưởng Khiêm muốn tìm thứ gì đó trong nhà của Thuận Thầy Lương bấy giờ nói Đó chính là tiền vàng tư tưởng Ông Kha liền ấp úng hỏi Tiền vàng tư tượng là gì vậy thưa thầy Thầy Lương bấy giờ vội giải thích Tiền vàng tư tượng là một đồng tiền được làm bằng vàng Có khắc hình bốn linh vật Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Trên đồng xu còn có khắc những cổ tự của Bạch Lang Tộc Nếu ở Việt Nam ta có quốc huy là hình ngôi sao nằm cánh ở giữa Hai bên là hình bông lúa Tương tự như vậy tiền vàng tư tưởng cũng được coi là một dạng quốc huy của bạch lang ông kha lại tiếp nhưng mà như vậy thì có liên quan gì đến thằng thuận chứ mạnh trả lời câu hỏi của ông kha mô tả về tiền vàng tư tưởng của thầy lương có nhiều điểm tương đồng với đồng xu vàng mà ông lâm chủ tiệm vàng lâm trang đã mua lại được của một thanh niên ăn mặc quê mùa theo như lời kể của vợ ông ấy Hôm ông Lâm mua được đồng xu cũng là hôm bà con phường bãi phát hiện ra. Xác của cậu nhóc tiền nhút chết bên dưới huyệt mộ của nhà bà Vân. Sau đó tại huyệt mộ này cũng đã xảy ra cái chết của ông Lâm. Và ông Lâm nói lúc mà ông Lâm rời khỏi nhà, ông ta có đem theo đồng xu vàng. Nhưng ở hiện trường không tìm thấy đồng xu nào giống như vậy. Có hai trường hợp xảy ra. Một là đồng xu vẫn ở trong nhà bà Trang và hai là đã bị ai đó lấy mất sau khi ông Lâm chết. Ông Thọ lúc này nói, chưa có hợp lý lắm, bởi vì cũng có thể là chẳng có đồng xu vàng nào cả, hoặc nó bị rơi trên đường ông Lâm đi đến phượng bãi thì sao? Mạnh Điền trả lời, về bà Trang tả lại đồng xu một cách khá chi tiết và không có lý do gì để bà ấy bịa ra chuyện đồng xu vàng với công an làm gì cả. Vấn đề ở đây là bà Trang muốn tìm lại đồng xu vàng cho nên mới hỏi công an. Thêm một chi tiết nữa do bà Trang kể lại. Ông Lâm từ hôm mua được đồng xu vàng đã thay đổi tính nết. Ông à, ta luôn giữ đồng xu bên cạnh như một báu vật. Không cho ai động vào kể cả vợ. Liền hai hôm ông Lâm mà lì trong phòng xem xét, tìm hiểu đồng xu và nói với bà Trang sẽ dùng đồng xu này để tìm ra nhiều đồng xu khác tương tự. Một người coi đồng xu quan trọng đến mức đó Sao có thể đánh rơi đồng xu được chứ Ông thọ gật gù sau hàng loạt phân tích của mạnh Ông Kha vẫn cố gắng binh vực thuận Ông Kha cho rằng cho dù có là người thôn phượng bãi Thì cũng không có gì khẳng định đó là thuận cả Nếu như thằng thuận bán được đồng xu vàng Nó đã có tiền bốc mộ cho bà ngoại của nó rồi Sau hôm thằng nhút chết Tôi có gặp nó trên miệng nó nói với tôi là phải chờ cho đến khi lấy lương tháng 9 Nghe là tháng này Thì may ra mới đủ tiền để xây mộ Tôi biết nó từ hồi nhỏ Nó không phải loại người lươn lẹo dối trá Mong ước của nó là cải táng cho bà ngoại Không lý nào bán được đồng xu vàng Nó được tiền mà nó lại giấu đi cả Mạnh lúc này khẽ lắc đầu Ông Lâm đang lường người bán đồng xu. Ông ta nói đó chỉ là một đồng xu bằng sắt không có giá trị. Bà Trang thú nhận chồng mình mua đồng xu vàng chỉ với mấy chục ngàn. Còn chuyện tại sao Tương Nghi Thuận là người giữ đồng xu Là bởi vì nhất định phải có nguyên nhân nào đó Thì thủ trưởng khiêm mới dẫn người tới nhà Thuận để lục soát Mảnh đang nói thì từ ngoài sân đình có tiếng bước chân lẹt quẹt Là đội dân phòng của thôn Phượng Bãi Đi cùng họ còn có cảng hào Quay đầu nhìn ông Kha hỏi Hào Mày có thấy thằng Thuận đâu không Hào liền lắc đầu đáp Cháu cháu không biết à Hôm qua cháu có gặp nó Cả hai đến nhà châm để dọn dẹp Đến trưa thì nó về Với lại chắc hôm nay nó đi làm Mạnh liền bảo Không Cả Thuận hôm nay không có đi làm Chúng tôi đã gọi đến nhà máy gạch Gặp tổ trưởng tổ mật Thuận làm việc Người ta nói Thuận đang nghỉ từ hôm qua đến nay Chưa có đi làm hiện giờ ngoài cầu thì thuận cũng đang được chúng tôi tìm kiếm hào à nếu cậu có thông tin gì về thuận hay biết thuận ở đâu hãy nói cho chúng tôi biết việc này là vô cùng quan trọng bởi rất có thể thuận và thủ trưởng khiêm đang gặp nhau sự biến mất cùng lúc của hai người họ đang là một vấn đề khó lý giải nhất hào lúc này vội trả lời dạ vâng khi nãy em cũng nghe thấy mấy chú dân phòng nói qua Hôm qua vào lúc gần 11 giờ khuya Em cô đi đến nhà châm Trên đường đi thì vô tình nhìn thấy ánh đèn pin lập lòe Lúc đó em nấp vào trong bụi cây Ít giây sau có một nhóm năm người đi ngang qua Tất cả đều mặc cảnh phục công an Họ đi về phía cuối thôn Ông Thọ lúc này nói Là đội của Lão Khiêm Hảo liền tiếp Em không biết họ đi đâu nhưng em có nghe tiếng họ nói với nhau là nếu thứ đó có trong nhà nó thì nó chính là người mà chúng ta cần tìm mạnh lại hỏi hào sau đó thì sao hào liền đáp khi họ đi khỏi em chạy tới nhà trâm cho tới vừa nãy mới tỉnh lại à còn một chuyện này nữa không biết em có nên kể ra không khi nãy em có nghe mấy chú dân phòng nói là công an đang điều tra cả về những cái chết ngoài nghĩa địa mấy hôm trước em thề là em không biết gì cả Em chỉ dẫn Thuận đi xem bói thôi Còn việc thầy xã em thực sự không có liên quan Mạnh nhíu mày Xem bói Rồi lại có cả thầy xã ở đây là sao Hào nuốt nước bọt Trước sự căn vặn của công an Hào ngồi kể lại tất tần tật những gì diễn ra Bắt đầu từ lúc Hào nói cho Thuận nghe tin Thằng nhút chết ngoài nghĩa địa Không dám giấu giếm nửa lời Kể từ việc sang thôn Phượng Nghĩa tìm thầy xã cho đến việc thầy xã nhận số tiền mà Thuận để dành để bốc mộ cho bà. Ngay đến đây, Mạnh lập tức sâu chuỗi lại toàn bộ thông tin Mạnh Điền Bào. Nếu đúng như những gì mà cậu hào kể, thì cậu Thuận này có liên quan đến cả ba cây chết ở nghệ địa. Trong đêm cậu nhóc nhu chết, Thuận có mặt ở đó. Tiếp đến cây chết của ông Lâm, nghi vấn người đã bắn đồng xu cho ông Lâm cũng là Thuận. Cuối cùng là cây chết của thầy bói xạ. Thời điểm thầy sản tử vong cũng chính là cái trừ gác của Thuận. Tuy chưa xác thực, thế nhưng mà điểm qua một lượt đã thấy Thuận có rất nhiều điểm bất thường. Ông thọ gật đầu đồng tình với mạnh ông thọ tiếp. Như vậy dù thanh niên Thuận đó có phải là thi quỷ hay không, thì chúng ta phải tìm cho bằng được cậu ta. Không chỉ ba cây chết ngoài nghiết điện lúc trước, mà còn cả bốn người trong đội hình sự chết điểm quả. Trước khi chết họ đã tới nhà Thuận chắc hẳn điều này có liên quan phải tìm ra cho xem cậu ta đang ở đâu thầy lương kẹt lắc đầu nói nếu cậu ta đặt thi quỷ không thể nào tìm được bằng cách thông thường chưa kể không cẩn thận thêm nhiều người phải chết ngoài ra oán niệm của thi quỷ chính là giết hết người trong vùng đất trấn yểm thi quỷ khi trời tối nó sẽ tự tìm đến đây ông khan liền run giọng thầy lương thầy từng nói việc tiêu diệt thi quỷ đối với thầy không khó thầy sẽ cứu được bà con dân thôn phải không ạ à? thầy lương gật đầu đáp trong chuyện này hãy còn nhiều bí ẩn cũng như huyền cơ chưa được giải đáp tuy nhiên trước mắt cứ tạm thời bỏ qua những bí ẩn đó chưa khả nói đúng việc tiêu diệt thi quỷ đối với tôi không khó chỉ là tôi sợ trong khoảng thời gian còn lại liệu có chuẩn bị được ba chiếc chìa khóa mà tôi cần hay không khi nãy tôi tính hỏi ý kiến các cụ trong thôn Nhưng mà xem ra việc này vẫn phải nhờ đến toàn thể bà con mới được Ước tính thời gian từ lúc yêu cầu bà con về nhà chuẩn bị đồ đạc Lương Thượng cũng đã được qua nửa tiếng đồng hồ Thầy Lương nói với ông Kha Chu Kha đánh kèn triệu tập thêm lần nữa Tiếng kèn chiều tầm từ đình nghe thêm một lần nữa vang vọng khắp thôn phượng bãi trong ngày hôm nay. Trong lúc chờ đợi bà con dân thôn quen đại đình, thể lượng trước tiên là dùng con dao làm từ huyết long thạch, giúp mấy người dân quân tự vệ giải trình độc tố ngấm vào cơ thể. Bởi trước đó trong lúc họ đưa xác lão hợi lên bờ, tay có chạm vào thi thể lão hợi và dính chút nước giếng. Ông thọ cũng vội vàng gọi điện thoại thông báo cho đội công an huyện đang làm nhiệm vụ ở phượng bãi về việc nguồn nước đang bị nhiễm độc dặn dò mọi người hết sức cẩn thận trong khi công tác cô đam cùng ba cụ khiết cần cần ngồi lại gần nói nhỏ với thầy lương thầy lương này vừa nãy chúng tôi nghe thầy nói là cần ba chiếc chìa khóa để mở ra cổ mộ thầy cần chìa khóa loại nào trong thôn này có nhà tây mãnh chuyên đánh chìa khóa hắn ta giỏi lắm khoa nào cũng mở được mà chiều nào hắn cũng đánh được. Nếu thầy cần làm chìa khóa, để tôi gọi hắn đem đồ nghề tới đây. Cụ khuyết đồng tình nói, đúng đó thầy lương à. Chỉ cần thầy có mẫu, đưa tay mạnh đó chỉ động một lúc là xong. Thầy lương khẽ cười rồi trả lời. Các cụ hiểu sai ý của tôi rồi. Chìa khóa tôi muốn nói ở đây là theo nghĩa bóng. Không phải đánh chìa khóa như các cụ nói Cô cần lúc này chép miệng Ôi giào ơi à, Lại còn nghĩa bóng với chẳng nghĩa đen à, Thế rốt cuộc thể à, thầy muốn nói đến cái kiểu chìa nào Thầy lưng mỉm cười Với tay lấy số sách quý của đồng gìn giữ bao năm Lời lấy một quyển sân đó mở ra cho các cụ trong thôn xem thầy Lương nói Ba cái chìa khóa mà tôi muốn nói ở đây Chính là ba món bảo vật được lấy ở ba vị trí điện linh trong thôn Phượng Vãi nước ở giếng ánh sao, gỗ từ cây bốn gấp và cuối cùng là ngắc ngọc trai ở miếu thần. Cả bốn cụ nhìn nhau đầy ngơ ngác. Ở à, sao lại có giếng ánh sao với cây bốn gấp gì ở đây? Cô đam hỏi. Cô cần lắc đầu. Tôi cũng không rõ. Ở à, cả miếu thần nữa kìa. Thôn ta làm gì có chỗ nào như vậy? Cô khít ổ lên. À tôi biết rồi. Có phải thì đang nhắc tới giếng ngọc Kỳ mít tứ thân và miếu tiên cô phải không? Thầy Lương gật đầu đáp. Đúng là vậy, thưa các cụ. Tôi quên mất sở dĩ tôi gọi như vậy, là bởi dịch đúng theo cổ tự trong tấm bản đồ của ông Khiêm, cũng như là văn tự trong sách từ thời xa xưa truyền lại cho cụ đồng. Thì ban nơi đó chính là Diễn Ngọc, miếu tiên cô và kỳ mít tứ thân. Khi xem tấm bản đồ của ông Khiêm, tôi luận ra được rằng ngôi mộ cổ ở trong thôn phượng bãi được thiết lập dựa trên trận đồ chấn điểm tứ trợ tinh. Một cổ sẽ nằm ở vị trí trung tâm, và vị trí còn lại là giếng ngọc, cây mít tứ thân, miếu tiên cô, sẽ tạo thành một uh, tỉnh tam giác bao quanh ngôi mộ. Có hai cách để mở ra cổ mộ. Một là cách mà ông Khiêm đã làm, đó chính là nghiến tế bởi tinh hồn cho thi quỷ sống lại. Hai là thu thập đựng ba thứ bảo vật tương ứng tại ba vị trí địa linh trong trận đồ chấn yểm. Nước ở hóa khoa, diễn ngọc, cố ở hóa lộc cây mít tứ thân và cuối cùng là hắc ngọc trai ở hóa quyền miếu tiền cổ. Khi sở hữu trong tay bà thư này sẽ mở ra được cổ mộ. Nghe một hồi các cổ mông lung loạn hít cả đầu. Phía công an là ông Thọ, Mạnh và Điền cùng ông Kha lẫn mấy người dân phòng cũng choáng vắng khi nghe mà như vịt nghe sấm như là đàn gầy tay châu chẳng hiểu mô tề gì sất ông thọ lúc này hỏi thầy lương à thầy vừa nói có hai cách để mở ra cổ mộ về tại sao lão khiêm không có sử dụng cách thứ hai mà lại dùng cách hiến tế bảy linh hồn thầy lương liền trả lời cách thứ hai nghe có vẻ đơn giản và dễ dàng hơn việc hiến tế bảy người Tuy nhiên đó là khi ba vị trí địa linh kia còn tồn tại. Theo như tôi được biết, xí ngầm đã cả nước hơn 20 năm nay. Cây mỹ tứ thân đã bị đốn gục từ thời chiến tranh. Miếu tiên cô sập xệ, bị bỏ hoang nhiều năm không còn ai ngó ngàng. Bức tượng thần tiên trong miếu thờ cũng đã đổ vỡ. Chính vì vậy so với hiến tế bảy mạng người, thì việc thu thập bảo vật khó khăn hơn cả ngàn lần ngoài ra còn một lý do cực kỳ quan trọng khiến cho ông khiêm lựa chọn việc hiến tế là vì phải để thi quỷ sống lại thì kho tàng bên dưới cổ mộ mới xuất hiện bạch lăng tộc sử dụng thi quỷ chấn giữ kho báu của cải đã tính toán rất kỹ về hậu vận kéo dài cả trăm năm nếu trong khoảng thời gian đó không có người hóa giải được trận đồ thì vùng đất chôn thi quỷ sẽ gặp tai ương còn giải được trận pháp mở ra được cổ mộ mà giết thi quỷ thì cũng không lấy được kho tàng chỉ có cái khiến tế bảy mạng người vừa mở được cổ mộ vừa lấy được kho tàng chôn giấu lại vừa khiến vùng đất có thi quỷ bị trừng phạt thật là quá thầm độc mạnh run rộng nói thế lương gật đầu đúng vậy đó là lý do vì sao trần đồ chấn điểm tứ trợ linh cũng như thuật thi luyện thi quỷ lại bị liệt vào hàng cấm thuật cổ đại bởi vì hậu quả mà loài cấm thuật này đem lại là vô cùng khủng khiếp. Không chỉ ảnh hưởng một đời mà còn là nhiều đời tiếp theo. Trần Pham tứ trợ linh trong hàng trăm năm đã hút đi linh khí, vương khí của thôn phượng bãi. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc đất đai khô cằn, mùa màng thất bát, con người đau ốm, nghèo đói mãi không hết khổ. Mặc dù nhìn vào thời điểm đình nghẹn được xây dựng cùng những bảo vật di tích văn tự khắc trên tấm phủ điêu long phụng chầu nhật nguyệt có thể thấy từ thời xa xưa vùng đất này là nơi cực kỳ chủ phú giàu có và thịnh vượng có lẽ cũng chính vì điều này cho nên phượng bãi mới bị thi quỷ trấn yểm cô khích lại hỏi thầy lương theo như thầy nói tây khiêm kiệt đã chọn cách hiến tế bảy mạng người để mở cổ mộ hắn giúp thi quỷ sống lại và biến mất cùng kho tàng chuôn dịch cổ mộ vậy giờ thầy sẽ tiêu diệt thi quỷ bằng cách nào thầy lương đáp dù hiện tại thi quỷ đã trở thành quỷ sống tuy nhiên bản thể bị chấn điểm của nó vẫn ở dưới cổ mộ chỉ cần tiêu hủy phần thân xác đó thì quỷ sẽ bị tiêu diệt đơn giản vậy thôi sao điền ấp úng thầy lương tiếp đơn giản nhưng lại không hề đơn giản. Muốn tiêu hủy bản thể bị phong ấn của thi quỷ cần sử dụng chân hòa. Bên cạnh đó làm sao để có thể mở ra cổ mộ mới là điều khiến chúng ta đầu đầu. Ngay đến đây các cổ lắc đầu thở dài, nét mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Vậy là hết cách thật sao? giếng thì cạn, cây thì bị chặt, miếu thì đổ sập. Muốn mở ra cổ mộ còn khó hơn lên trời hái sao? Đến cuối cùng cũng không thể thay đổi được gì cả Mọi người ủ rũ chán trường Thầy Lương mỉm cười Mọi người không cần quá lo lắng Chẳng phải tôi đã nói rồi phải đổi mạng Tôi cũng sẽ cứu Lê Thôn Phượng bãi hay sao Ông Kha lại hỏi Vậy là vẫn còn cách phải không thay Thầy Lương gật đầu Vẫn còn một cách Nhưng cách này tạm thời tôi chưa thể nói với mọi người Hãy cứ để xem thiên cơ dành cho thôn Phượng Bãi như thế nào đã. Bà con dân thôn tới rồi. Các cụ, mọi người, tươi tỉnh lên đi. Chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm chìa khóa để mở cổ mộ. Cùng thời điểm đó tại một nơi khác trong thôn Phượng Bãi. Có ai không? cứu tôi Tôi đau quá Tiếng riêng rỉ than khóc khẽ khẳng vang lên Trong khoảng không u tối mịt mùng Bốn bể im mắng tĩnh lặng đến giận người Khi bản thân có thể nghe được nhịp đập Của trái tim mỗi lúc một chậm dần Và yếu dần đi Tôi không muốn chết hai giờ chiều thời tiết âm u không có nắng cảnh vật ảm đạm càng khiến cho con người ta thấy hoang mang và lo lắng tất cả dân thôn phượng bãi đều kéo nhau gia đình già trẻ gái trai lớn bé người vác gạo người xách muối người gánh nước nóm cứ như cảnh tượng sơ tán thời chiến tranh dưới sự chỉ đạo của ông kha cùng đội dân phòng cả mối nước sạch được tập kết ở trong đình mọi người chung tay đồng sức đồng lòng một người cười nói Kể ra cũng lâu lắm rồi Thôn ta mới tể tiểu đông đủ như thế này đấy các bác nhỉ Người khác đáp Ờ à, nói không phải Hai năm nay không tổ chức hội hè Tết nhất gì ở ngoài đỉnh rồi đấy Như này có khi lại vui Ông Khan liền chép miệng Công tại vì thôn ta Hai năm vừa qua thống nhất Không có tổ chức lễ lạc Tết nhất Để dành tiền cho việc tu sửa lại ngôi đỉnh Chứ đống ra năm nào chả làm bà con dân thôn tươi cười nói À vâng mà tôi hiểu mà vậy nên hôm nay tập trung hết ở đây nghĩ cứ như là tết rồi đây ông khai nhìn mọi người thấy họ nói chuyện vui cười mà cứ như thôn đang tổ chức lễ hội chứ không phải đi lánh nạn thì lấy làm bất ngờ ông khai lúc này nói bà con không thấy sợ nữa sao nhìn mọi người vui vẻ quá dân thôn liền trả lời Ôi dào ơi Trên đường gia đình chúng tôi nghĩ kỹ rồi Sống chết có số Đã là số thì có chạy lên trời cũng chết Nên là thôi Vô yêu vô lo đến đâu thì đến Ông trời có đức hiếu sinh Thôn ta tuy nghèo nhưng mà bao đời nay Sống hiền lành lương thiện Chẳng làm hại ai Vẫn cố gắng bám trụ nơi quỳ trần đất tổ Nếu mà phải chết chi bằng Cứ cười thật to Lỡ chết rồi thì cũng làm con ma vui vẻ À tôi nói đúng không các ông các bà Đúng, đúng lắm Này thấy có mấy nhà còn định đã đem quần áo bỏ thôn mà đi Xong thì cả thôn này cũng gia đình cho nên quay lại Sớm nghe thể Lương nói cũng sợ, cũng lo Nhưng mà nghĩ xem đến thể Lương không phải là dân thôn Phượng Bãi Còn ở đây tìm cách cứu lý thôn ta Trong khi đó chúng ta lại ở đây đã quá nửa đời người Sinh ra ở Phượng Bãi Chứ cũng nguyện làm ma ở Phượng Bãi Một người khác lại nói Chứ còn gì nữa Chết thì chết chung cho nó vui Xuống dây kia chúng ta lại gặp nhau Xin Diêm Vương cắt cho một mảnh đất Rồi lập thành thôn phượng bãi tại âm phố Thế là bà con mình à, lại là người làng người nước Ngay đến đây ai nấy đều phát lên cười Có người còn chảy cần nước mắt Thầy Lương cùng các cụ khép mỉm cười Chẳng biết sau đây mọi chuyện sẽ thế nào Thế nhưng nhìn bà con dân thôn vui vẻ đồng lòng như vậy Thật chẳng trông mong gì hơn Cô Đàm lúc bấy giờ nói: "Cảm ơn thầy Lương." Thầy Lương liền đáp: "Sao tự nhiên cô lại cảm ơn tôi? Phải là tôi cảm ơn mọi người mới đúng." Cô Đàm tiếp: "Thầy nhìn xem, như thế này mới đúng là tình làng nghĩa xóm, tình thương mến thương của dân thôn Phượng Bãi. Bao nhiêu năm nay cứ tưởng rằng mọi thứ dần thui chột phai mờ, nhưng mà thật không ngờ trong lúc nước sôi lửa bỏng, lúc gian nan nguy cấp, mà bà con dân thôn lại đoàn kết dũng cảm đến điều vậy. Nâng mắt khẽ lằn xuống nơi gò má cụ đàm thổn thức. Phải chỉ cụ đồng còn sống. Cả một đời bà con thôn làng, đây là điều mà cụ đồng mong mỏi ước mơ nhất đây. Nhà tay thêm nói đúng, cho dù cả thôn phải chết thì nhất định xuống dưới đó, chúng tôi phải tìm cụ đồng, rồi cùng nhau lập lại thôn phượng bãi. Thế Lương mỉm cười, con người Việt Nam vốn dĩ dũng cảm Càng trong hoàn cảnh khó khăn Thì lại càng ngoan cường kiên định Các cụ yên tâm Trẻ không tuyệt đường người Khi nãy tôi có bấm một quẻ Thì thấy trong hung có cát Trong họa có phúc phần Một khi lòng người được an yên Vẫn khi tự nhiên sẽ phát nương quảng đại Ông Hà tiến lại gần Thầy Lương nói Thưa các cụ, thưa Thầy Lương Mọi người đã tập trung đông đủ rồi à? Thầy Lương gật đầu nói Được rồi các cụ Chúng ta ra ngoài sân đình thôi nào Ngồi bên ngoài sân đình Bà con dân thôn phường bãi đang háo hức chờ xem Thầy Lương sẽ phân công giao việc gì tiếp theo cho mọi người Khác với vẻ mặt lo âu buồn chán lúc tầm trưa Vẫn những con người ấy Vẫn khoảng sân đỉnh rộng ấy Nhưng tâm trạng của bà con đã hoàn toàn thay đổi Họ vui vẻ hồ hởi phấn chấn hơn một cách rõ rệt Kìa Thầy Lương với các cụ già rồi Ngồi ngay ngắn trật tự nào Tôi cứ có cảm giác hồi hộp thế nào ấy Khi nghe bác Khả nói Mà giống như đang đi tìm kho báu vậy đó À đúng rồi Không ngờ được là thôn ta lại ẩn giấu Nhiều bí ẩn đến thế Shh, Im lặng đi Thầy Lương đang chuẩn bị nói rồi cái kìa Tiếng xuân sao bàn tán bên dưới khoảng sân đánh im bẩn Thầy lưng chào mọi người rồi vào việc Rất xin lỗi khi thêm buồn lần nữa Đột ngột đánh kèn triệu tập bà con như thế này Thế mọi người tề tiệu ở đây đông đủ Đồng tâm đồng lòng Lương tôi cũng như các cụ rất mừng Có vẻ như bà con cũng đã nắm được một số chuyện trong thôn ta Lương tôi xin được tóm tắt lại đại ý để truyền đạt đến bà con như sau Thân phòng bãi có một ngôi mộ cổ nằm ở trung tâm của nghĩa địa Bà con ở phường bãi bao đời nay luôn coi ngôi mộ là chốn linh thiêng. Trong quá khứ cũng có lời đồn, nếu ai mạo phạm ngôi mộ sẽ bị quật chết tươi. nay tôi xin được nói căn nguyên gốc rễ của tất cả những hiện tượng dị thường xảy ra tại thôn ta trong thời gian vừa qua đều bắt nguồn từ ngôi mộ cổ đó. Đó là ngôi mộ đã bị chấn điểm bởi một loại buồn ngải cổ xưa mang tên là thi quỷ. Hiện nay thi quỷ phong ấn chấn điểm dưới mộ đã thoát ra mang theo tai hỏa tới toàn thể bà con dân thôn như chúng ta đã thấy đất nhiễm độc nước cống nhiễm độc da cầm gia súc chết sạch về lâu về dài ảnh hưởng đến tính mạng của bà con phượng bãi muốn ngăn chặn điều này chỉ có một cách duy nhất đó chính là tiêu diệt thi quỷ và để làm được việc này điều đầu tiên là phải mở ra được lối đi xuống cổ mộ bên dưới mọi người liền ổ lên kinh ngạc chuyện chuyện này thật ly kỳ ở thôn ta bị chấn niệm sao vậy mà bao lâu nay cứ tưởng ngôi mộ đó là nơi long mạch của phượng bãi hóa ra thì không phải lúc nãy tôi nghe ông kha bảo chính ngôi mộ hút hết vượng khí của thôn ta cho nên bà con mới nghèo khổ mãi như vậy suy nghĩ lại thì cũng đúng nếu ngôi mộ kia tốt đẹp là nên địa linh long mạch thì tại sao phượng bãi lại chịu lắm tai ương dịch bệnh đói kém triển miên như vậy được chứ Hoa ra là chỗ chôn ma chôn quỷ Thầy Lương lại tiếp Bà cần bình tĩnh Trước mắt chúng ta phải mở ra được cổ mộ đó Như vậy thì mới tiêu diệt được thi quỷ Trả lại bình yên cho thôn phượng bãi Ông nhành đứng lên giơ tay phát biểu Thầy Lương Tất cả dân thôn phượng bãi đều ở đây Nếu cần chúng tôi làm gì xin thầy cứ nói Nhiều năm rồi bà con trong thôn mới được đồng sức đồng lòng như vậy Chứ tôi cũng muốn góp một phần sức lực nhỏ bé Để cứu lên mảnh đất cho ông để lại Thả chết chứ không bỏ thôn Bỏ làng mà đi Tất cả bà con đồng loạt đứng dậy rồi hô lớn Nhà nhành nói hay lắm Mà quỷ thì sao chứ Có chết cũng phải giữ lại quê chân đất tổ Ông Hà vội vàng đứng ra ổn định trật tự ai chết Bà con si khí lên cao mà hưng phấn quá rồi Phải để cho thể lương nói xong đã chứ Cứ ảo ảo như vậy ai nói ai nghe thầy lương nhẹ nhàng vút tròm dâu bạc đoàn thầy gật gù ra chiều thán phục tinh thần của bà con dân thôn phượng bãi thầy lương tiếp để mở ra được cổ mộ cần có ba thứ được xem là bảo vật của thôn ta từ thời xa xưa đầu tiên chính là nước ở giếng ngọc thứ hai là gỗ lấy từ cây mít tứ thân và cuối cùng là viên ngọc chai đen đính trên bức tượng tiền nữ ở miếu tiền cổ Nghe tưởng chứng như đơn giản nhưng mà để có ba thứ này ở hiện tại thực sự khó vô cùng. Theo như tôi được biết, Sư Ngọc đã cạn nước từ lâu. Cây mít tứ thân cũng đã bị chặt bỏ từ thời chiến tranh. Còn miếu tiên cô giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn không ai lại vãng. Biết hy vọng rất mong manh, thế nhưng tôi vẫn muốn tập trung bà con ở đây để thông báo rõ ngọn ngành. Chưa biết chừng lại tìm được bảo vật lưu lạc đâu đó trong thôn của ta dân thôn phường bãi nhìn nhau người lắc đầu người thở dài ôi trời ơi, thế thì đúng là còn khó hơn lên cả trời cái giếng kia từ đời bố tôi đã cạn chưa đấy làm gì còn giọt nước nào còn cây mít ta à, tôi nghe ông cụ thân sinh tôi kể cây bị chặt từ thời chống pháp mà cái bọn thực dân nó chặt nó đốn hạ lấy đâu ra gỗ miếu tiên cô cũng vậy trên tranh tàn phá miếu sập tượng vỡ tôi còn chẳng biết hình dạng bức tượng tiên nữ nó ra làm sao đây đến đời chúng ta thì mấy nơi đó chỉ còn được nghe qua lời kể của bà của mẹ khác gì cái chuyện cổ tích đâu mà ở bên trên hiên đình các cụ khiết đam cần cần nhìn nhau buồn rầu nói với thầy lương bà con nói đúng đó thầy ạ à? mọi thứ bây giờ chỉ còn lại trong sách vở do thời xưa ghi chép lại thôi khó lắm thầy lương vẫn im lặng chờ đợi sau ít phút đột nhiên có một người đứng lên giơ tay nói Thầy Lương Có phải chỉ cần là gỗ của cây mít đó là được phải không? Người vừa lên tiếng là ông Tào Thầy Lương vội đáp Đúng rồi Chỉ cần là gỗ lấy được từ cây mít là được Cô kết lại hỏi Nhà anh Tào có ư? Ông Tào gãi đầu trả lời Dạ thưa cụ Con cũng không có dám chắc Số là ở nhà con có một cây roi truyền từ đời cụ cố Cây roi bằng gỗ đến đời con đã là bốn đời mà chưa bao giờ thấy có một vết mốc hay là thâm. Còn nhớ mang máng hồi bố con còn sống, ông có nói đây là cây roi da bảo, được cụ cố làm từ cây mít lớn nhất ở trong thôn. Mà lạ lắm mọi người, từ cây roi còn tỏa ra mùi thơm rất đặc biệt. Ông nhành gật đầu nói, đúng rồi, mấy lần tới nhờ ông uống rượu cứ người thấy cái mùi thơm thoang thoảng, dịu mũi vô cùng. Hỏi ông ông bảo là mùi từ cây roi gỗ trên bàn thờ, tôi còn cứ nghĩ là ông nói đùa. Ông Tào lại tiếp Thì đấy Rồi ra chuyện nên là tôi để trên bàn thờ ra tiên Có khi nào rơi được làm từ cây mít tứ thân không hạt thầy Thầy Lương liền đáp Nghe tả qua thì đích thị cây rơi đó phải có điểm đặc biệt Nếu thực sự được làm từ cây mít bốn gấp, Nhất định nó sẽ mang linh khí Nếu được hãy mang cây roi đó tiên đây cho tôi xem qua một chút được chứ Ông Tào gật đầu xin phép chạy về nhà để lấy roi ông tào đi rồi lại có thêm một người nữa đứng dậy rồi ấp úng nói thưa các cụ thưa thầy lương nhà con cũng có một món đồ mà không biết có phải thứ mà thầy lương đang tìm hay không thầy lương nhận ra người vừa đứng lên nói đó chính là bà vân vợ của ông tới người mà thầy lương cùng ông khan đặt tới giúp đỡ ngay trong buổi tối đầu tiên thầy lương đến thôn phượng bãi thầy lương liền hỏi nhà cô vân đây có gì vậy Bà Vân lấy trong túi vải rất đặc cập quần ra thứ gì đó. Để đến chỗ thầy Lương cùng các cụ đang ngồi. Xoài lòng bàn tay bà Vân nói. Đây, đây có phải là viên ngọc Trai đen ở miếu tiên cô không ạ? Nhìn viên ngọc có màu đen bóng trong tay bà Vân. Các cụ tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Nhà chị Vân, sao nhà chị lại có viên ngọc này? Bà Vân trả lời. Cũng là nhà thầy Lương cả đây Thầy Lương, Mẹ con tôi đã đào dưới gốc cây đúng như lời thầy đã dặn. Mà ra bên trong hũ thì ngoài vàng bạc, còn có cả viên ngọc màu đen này nữa. Nếu đúng là ngọc mà thầy Lương đang tìm, tôi xin trao trả lại cho thôn vượng bãi. Cầm viên ngọc màu đen trên tay, thầy Lương ngay lập tức nhận ra viên ngọc có ẩn chứa tả khí. Từ viên ngọc có một làn khói màu xám tỏa ra bao phủ. Tất nhiên người bình thường không thể nào nhìn thấy điều này. Thầy Lương nói... Đây đích thị là hắc ngọc trai Rất giống với những gì được miêu tả trong sách mà cụ đồng lưu giữ Cô khít hỏi bà Vân Nhà chị Vân sao lại có viên ngọc này Bà Vân liền đáp Dạ thưa cụ Như vừa nãy con trình bày Thực sự con không biết gì về nguồn gốc của viên ngọc cả Có thể lương để làm chứng Phải nhờ đến sự chỉ dẫn mách nước của thầy lương Nhà con mới biết được gốc cây đào có chôn một cây hũ cây đào được cây hũ lên bên trong hũ còn tìm thêm viên ngọc trai này. lấy làm lạ còn giữ nó bên người từ hôm đó cho đến bây giờ. Thầy Lương nói với các cụ, Cô Vân nói đúng. Nếu muốn biết về nguồn gốc của viên ngọc tại sao lại ở trong nhà cô Vân, thì phải hỏi cụ Ngọ, bố chồng cô Vân may ra mới biết được. Bởi cụ Ngọ là người đã chôn cây hũ dưới gốc cây đào. Tuy nhiên tôi thấy việc này không có gì đáng để điều tra. Tôi cũng từng nói với các cụ Bảo vật trong thôn Phượng Bãi có rất nhiều Tên cửa như trong đình nghè Cũng bị đánh cắp mất tấm bia Được làm bằng đồng đen Tấm bia ghi lại năm xây dựng Cũng như lịch sử hình thành của đình nghè Trong sách cổ đồng lưu giữ Cũng có mô tả lại Các vị trí địa linh Cùng những thứ được coi là bảo vật Tương ứng với từng nơi Chỉ cần một ai đó giống như tôi Có thể đọc được chữ viết trong sách thì nhất định họ sẽ đi tìm vật thu tóm các món bảo vật. Chiến tranh kéo dài nhiều năm, đất nước bị giặc tàn phá, của cải báu vật bị vơ vét. May mắn thay viên hắc ngọc trai vẫn được lưu đại trong thôn ta. Cổ đam nhìn thấy lưng mừng rỡ nói, nếu như cây roi nhà tạo mà được làm từ gỗ của cây mít tứ thân, thì coi như trong tay của chúng ta đã có hai món bảo vật. Nhưng mà còn nước ở giếng ngọc biết lấy đâu ra. Cái giếng đó cạn khô mấy chục năm nay Ai biết mà chữ được giếng nước cơ chứ Thầy Lương hỏi cụ Đam Sơn mấy chục năm giếng không có nước hả cụ Mấy hôm nay mưa nhiều biết đâu lại Cô Đam liền đáp Nếu mưa mà có nước thì còn nói làm gì Tôi còn nhớ hồi nhỏ hay giờ giếng tắm Giếng lúc nào cũng đầy nước Dù giếng không hề sâu đào đâu độ 5-6 mét là đã có nước miệng giếng rộng cả sài tay của người cứ khi trời tối nhìn xuống giếng y rằng thấy có ánh sáng lấp lánh vậy nên các cụ thời xưa mới đặt tên là giếng ngọc y nói dưới giếng có ngọc phát sáng nói ra thì buồn cười thế nhưng mà cũng có người tò mò lặn xuống giếng để tìm ngọc Cứ mà mò mãi chẳng thấy gì sau này lúc tôi thanh niên giếng cứ cạn dần cho đến khi mà khô khớp trực cả đáy Kể là ở chỗ những giếng nước khác hễ mưa xuống là mực nước dâng cao còn ở giếng ngọc có mưa thông ngày thông đêm cũng vẫn cản nước nhờ giếng đã bị hút đi chỗ khác cho đến tận bây giờ đất trải qua mấy chục năm giếng vẫn chưa có nước trở lại đúng lúc đó ông tào quay lại đỉnh nghè trên tay của ông tào là cây roi gia truyền từ đời cụ cố hối hả chạy đến chỗ của các cụ và thầy lương ông Tào vừa thở dài vừa bảo thưa các cụ thưa thầy lương đây là cây roi của nhà tôi xem liệu có đúng là roi được làm từ gỗ cây mít tứ thân không ạ à? chưa biết cây roi được làm từ loại gỗ gì nhưng quả thần từ cây roi tỏa ra một mùi thơm vô cùng dễ chịu mùi hương này ngọt ngọt rất dịu nhìn cây roi có màu đỏ thẫm không một vết mốc thầy lương nhắm mắt lại hai tay cầm chắc cây roi dùng pháp lực của bản thân để cảm nhận linh khí từ cây roi ông tảo đem đến Khắc hẳn với hắc ngọc trai tích tụ tà khí cây roi này lại mang một nguồn linh lực kỳ lạ điều này cũng lý giải vào việc tại sao nhà bà vân lại xảy ra nhiều chuyện bi thương ai oán như vậy tất là bởi trong nhà của bà vân có chôn một món bảo vật chưa đựng tà khí là một nụ cười hiền hậu thể lương nói chiếc chìa khóa thứ hai để mở ra cổ mộ đã tìm thấy cây roi này được làm từ gỗ của cây mít tứ thần một người dân trong thôn liền thắc mắc nhưng sau dọi lại có màu đỏ thẫm tôi tưởng gỗ mít thì phải có màu vàng sáng chứ nhỉ thể lương đáp đúng là gỗ mít thông thường có màu vàng sáng nhưng nếu để lâu sẽ chuyển màu đỏ thẫm chưa kể đến cây roi được làm từ gỗ cây mít có tuổi đời hàng trăm năm thế nên mang màu sắc đặc biệt cũng không có gì lạ cụ đàm hỏi thầy lương bà món bảo vật đã tìm được hay vậy còn nước ở giếng ngọc thì tính thế nào đây thầy lương trả lời câu hỏi của cụ đam. đành phải dựa vào ý trời mọi việc nên để thuận theo tự nhiên cái gì đến nhất định sẽ đến Bà vận của Phượng Bãi trải qua từng ấy năm Vẫn đã trong thôn Phượng Bãi Đây cũng có thể coi là ý trời Vận vật hữu nhân duyên Những gì của mình sẽ mãi là của mình Đã có được hai thì sao không thể có được cả ba chứ Sau khi xong việc ở đỉnh Đích thân tôi sẽ đi đến giếng ngập Để mà nhận nốt chiếc chìa khóa còn lại Thầy Lương hỏi ông Kha Chú Kha Bây giờ là mấy giờ rồi Âu kha liền trả lời dạ thưa thầy 2 giờ ba phút chiều thầy lương nhầm tính xong gật đầu nói tiếp vậy là chỉ còn hơn hai tiếng đồng hồ nữa mặt trời sẽ lặn xem ra ta phải đến đó lúc trời tối đành vậy không còn cách nào khác trước khi đi cần phải đảm bảo an toàn cho bà con dân thôn trong tối này cây đá ông kha khẽ hỏi thầy lương liệu tôi này sẽ xảy ra chuyện gì Sao thầy liên tục nhắc nhở mọi người phải có mặt ở đỉnh nghè trước khi trời tối Giờ lại nói cần phải đảm bảo an toàn cho mọi người Mặc dù tất cả dân thôn hiện đang ở đỉnh Thầy Lương không muốn làm cho mọi người lo sợ Cho nên chỉ trả lời một cách đại khái Khi mặt trời lặn không còn ánh nắng Sẽ là lúc ma quỷ hoành hành Thi quỷ sợ ánh sáng Nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời Nó sẽ bị thiểu đốt Chính vì vậy ban ngày nó không dám xuất hiện. Thi quỷ là một chuyện. Việc thi hồn thoát ra khỏi cầu mộ kéo theo nhiều hệ lụy khác. Cả thôn phường bãi giờ đây ngập tràn chứng khí. Chứng khí xâm phạm cả vào đất. Vào nguồn nước khiến gia súc gia cầm chúng độc mạch chết. Chưa dừng lại ở đó. Lúc trước tôi có nói với chú. Nếu thi quỷ xuất hiện. Nó sẽ thu hút yêu ma quỷ quái. Vong tà ác linh tụ tập về đây bởi vì chứng khí trong thôn phượng bãi. Mấy ngày trước bắt đầu manh nha có quỷ nhập tràng, những linh hồn chết mang để oán hận trở về trả thù. Từ tối nay trở đi, mọi chuyện còn kinh khủng hơn như vậy rất nhiều. Mặc dù bà con đang ở trong khu đất linh thiêng của đỉnh nghè, tuy nhiên yêu mà quỷ quái thiên biến vạn hóa, rất khó lường trước được sự việc sẽ xảy ra như thế nào. Chính vì vậy cần tác vụ ấy nấy, cần phải đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con dân thôn ở mức cao nhất. Ông Kha lại hỏi tiếp, vậy sau đây thầy tính làm gì để bảo vệ cho bà con? Thầy Lương liền đáp, làm bùa. Ông Kha cùng tất cả mọi người có mặt ở đình làng đồng thanh kinh ngạc, làm bùa ư? Thầy Lương gật đầu đáp, đúng vậy, tôi sẽ làm bùa cho tất cả mọi người ở đây. Không chỉ vậy, tôi còn tăng thêm khả năng tạo kết giới ngăn chặn ma quỷ xâm phạm và đỉnh nghè. Trong lúc tôi không có mặt ở đây, bộ chú cùng với kết giới linh thiêng của ngôi đỉnh sẽ bảo vệ cho mọi người. Hy vọng mọi sự êm xuôi trước khi gà gáy. Bà con dần thôn lo lắng. Thầy Lương, thầy định đi đâu à? Chẳng phải chỉ cần tới giếng ngọc là về luôn. Thầy Lương trả lời. Không, sau khi đến giếng ngập cho dù ở đó có nước hay không tôi vẫn sẽ đi tới cổ mộ Nào mọi người tập trung tại đây để làm được bùa tôi cần sự giúp đỡ của mọi người đây theo sự chỉ dẫn của thầy lương dân thôn lấy cho trong lương hương đem trộn với muối dùng hỗn hợp cho vào mối dài quanh khuôn viên của đình nghè họ tập trung toàn bộ cờ phướn gom lại tại một chỗ trong lúc đó thầy lương mài mực nhỏ ba giọt máu vào trong nghiên mực dùng mực đó họa bùa trừ tà lên từng lá cờ phướn bộ họa xong cần được trao lại cho dân thôn đem cắm quanh các bức tường bao của ngôi đình khẽ thở phào thầy lương nói với các cụ trước mắt như vậy là tạm ổn cho mối rắc xung quanh đỉnh sẽ khiến ma quỷ không dám bước qua rành giới Còn với bùa chú họa trên những lá cờ phướn cắm quanh khuôn viên của đỉnh cũng sẽ giúp cho linh khí của đình nghe tỏa ra mạnh mẽ hơn Chỉ cần bà con vững tâm Nhất quyết ở trong đình Thì không có vấn đề gì cả Các cụ mừng rỡ cảm tạ thầy lương Phục đức cho thôn phượng bãi chúng tôi Có cơ duyên có may mắn được gặp thầy Nếu không tai họa lần này khó mà quả nổi Thầy Lương, thầy vất vả nãy giờ, ngồi đây nghỉ một chút đi. Thầy Lương đáp, vẫn chưa xong còn một chuyện nữa vừa lúc đó những người đem cho trộn muối sau khi giải xong quay lại báo cáo thưa các cụ thưa thầy lương chúng tôi đã giải cho theo đúng như thầy bảo bây giờ phải làm gì tiếp theo ạ? À? nhìn vào chầu vẫn còn dư một ít cho cho trong lư hương lớn cũng đã ngít suy nghĩ ít giây thì đừng nói chú cho còn lại không đủ để chia cho mọi người thôi được rồi đành phải dùng cách này vậy lấy cho tôi bắt nước mưa ở lu nước sầu đỉnh nước mưa được đem đến Thầy lưng đồ bắt nước vào trong chậu cho đồ tiếp chỗ mực còn lại trong nghiên và trong chậu lấy trong tay này ra một lá bùa màu đỏ có họa những ký tự kỳ lạ đốt lá bùa để cho của đá bùa rơi vào trong chậu trộn tất cả mọi thứ lại với nhau trong sự tò mò của các cụ cũng như là bà con dân thôn Thầy Lương khẽ cười. Ban đầu tôi dự tính sẽ dùng cho trong lưu hương lớn, bỏ vào túi của mỗi người một ít. Cho tàn hương ở những linh linh thiêng, có thể kháng lại tà khí rất hữu dụng. Tuy nhiên gần như toàn bộ cho đã đem dài quanh khuôn viên của đỉnh dư lại chẳng còn bao nhiêu. Chia ra cũng không đủ để được cho tất cả mọi người. Bây giờ tôi dùng cách này. Trong hỗn hợp đang trộn có cho của Lư Hương có bùi trừ tà, có muối, có mực và có cả máu của tôi. Tôi sẽ dùng bút lông chấm đen chán của mỗi người một chấm nhỏ. Chấm nhỏ này sẽ như một bùa ngăn cản ma quỷ, chương khí ám hại đến bà con. Nhớ kỹ lời của tôi. Cho đến khi gà gái nhất định không được trùi bỏ chấm đen đã truyền chán, mọi người có đồng ý không ạ? À? Bà con dân thôn đồng thành hồ lớn. Chúng tôi đồng ý. Bắt đầu từ các cụ lớn tuổi trong thôn Tiếp đến là bà con già trẻ lớn bé Tất cả những ai đang có mặt ở đình nghè Đều được thấy lưng dùng bút lông Chấm một chấm màu đen lên chìm chán Đám trẻ con trong thôn nhìn thích như vậy thì cười đùa trêu chọc nhau một cách vui vẻ Chúng hồn nhiên khi không biết tình hình trong thôn Đang xảy ra nhiều vấn đề cấp bách với bọn trẻ dân thôn tụ tập ở đỉnh cứ như một lễ hội trong năm nhìn đám trẻ chạy qua chạy lại cười thích thú càng khiến cho người lớn thêm phần quyết tâm nào được chạy nữa con mẹ dặn này không có được lau cái chấm đen ở trên trán nhau nha, ở để đó cho nó đẹp một người khác thì lại nạt con cái tay cái tay không có được lau nhá lau là t t t tét cho dáng chịu đấy đám trẻ con cứ như vậy nô đùa nghịch ngợm chạy lung tung tiền sử cái lũ tiểu yêu này chứ con cả nhà ai mà nghịch thế hả thầy lương nói với các cụ cùng bà con mọi người phải nhớ khi trời tối trẻ con phụ nữ người già thì vào trong đình nếu trong đình có đủ chỗ thì tất cả đều ở bên trong sẽ tốt hơn nhưng mà hơn một trăm người thì trong bên đình sợ bị chật tuy đã giải cho cắm cờ chấm bùa vì vậy lương tôi vẫn lo lắng khi mà không có mặt ở đây bà con nhớ cho tôi ba điều như sau một là không được bước chân ra khỏi cổng đình với bất cứ một lý do nào hai là con nghe thấy ai gọi tên mình không được đáp lại rồi cho đó con là giọng của người thân ba là không được chùi đi chấm đen ở trên chán mọi người nhớ rõ cả chứ bà con dân thôn phường bãi nhất loạt gật đầu khi nhớ lời dặn của thầy lương cô đàm hỏi Vậy còn thầy thì sao à? Thầy Lương đáp. Ngay bây giờ tôi sẽ đi tới giếng ngập. Sau đó sẽ đến cổ mộ. Có thể tôi sẽ quay trở lại khi trời sáng. Cô đam đến ấp úng. Sao, sao lại là có thể? Nhất định thầy phải quay về với chúng tôi chứ. Thầy Lương mỉm cười. Dù tôi có quay trở lại hay không. Thì phương bại cũng sẽ được bình an. Chỉ cần mọi người nhớ kỹ những gì tôi dặn à quên mất ờ à, tôi cần có ai đó chỉ đường đến giếng ngập trong đám đông dân thôn ông kha bước lên nhìn thấy lương ông Kha liền nói thầy lương à không cần chỉ đường đâu tôi sẽ dẫn thầy đến đó bà hồng nghe thấy như vậy thì vội kéo tay của chồng lại nhìn ông kha bà hồng lắc đầu nhưng ông kha vẫn kiên quyết thưa các cụ thưa bà con xứ ngọc nhiều năm nay đã bỏ hoang đường đi đến đó cũng rất khó tìm cần phải có một người trong thôn biết để dẫn đường cho thầy lương việc này không ai phù hợp hơn tôi mong các cụ mong thầy lương và bà con đồng ý thầy lương liền đáp nhưng bà chu kha đi cùng tôi sẽ rất là nguy hiểm bây giờ cũng đã là cuối giờ thân chỉ một lúc nữa thôi mặt trời sẽ lặn trời sẽ chuyển tối nếu không kịp quay về tôi sợ ông kha lại tiếp không Tôi đâu có nói là dẫn thầy đến giếng xong sẽ về Tôi muốn đi cùng thầy cho đến khi kết thúc tất cả mọi chuyện Đường xá đi lại khó khăn Cộng thêm đó là những nguy hiểm về ma quỷ tiềm tàng như thầy đã nói Để thầy đi một mình sao tôi yên tâm được chứ Hơn nữa chuyện này là chuyện của thôn Phượng Bãi Chẳng lẽ hơn 100 con người ở đây Lại dồn hết trách nhiệm nặng nề lên vai của thầy tôi là người đầu tiên ở thôn gặp thầy trong cơn mưa tầm tã dưới cốc cây bàng từ thời gian thầy ở đây còn chưa được ba ngày thế nhưng chúng ta đã cùng nhau trải qua không ít chuyện buồn có vui có cười có khóc có sau đó thầy lương à tôi xin thầy hãy cho tôi được đi cùng thầy hãy để cho ít nhất là một người dân thôn phượng vãi được đồng hành cùng thầy tôi mong thầy đồng ý Thực lòng Thầy Lương không muốn liên lụy đến bất cứ ai. Bản thân của Thầy Lương cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đương đầu với thị quỷ. Cho dù không lấy được nước ở giếng ngọc. Thế Thầy Lương im lặng. Ông Kha quỷ hai chân xuống rồi cầu khẩn. Thầy Lương. Mong Thầy đồng ý cho tôi đi cùng. Bà không tôi sẽ quỷ ở đây mãi. Bà Hồng bước lên nhưng không phải ngăn cản chồng. Mà cũng quỷ xuống giúp chồng xin Thầy Lương. Bạc Lương, à không, Thầy Lương. Từ trước nay là người luôn khó chịu và có chút không đồng tình với những việc mà chồng tôi làm. Thân là vợ, ai cũng muốn chồng mình bớt cực khổ chút nào ngay chút đó. Nhìn đông ấy hàng ngày đạp xe đạp lóc cóc từ đầu thôn đến cuối thôn. Ngày mưa cũng như ngày nắng. Bất kể việc gì lớn nhỏ trong thôn, bà con gọi là ông ấy vội đi ngay. Lắm lúc bát cơm vừa vả được một miếng, chưa kịp nhai chưa kịp nuốt ta lại sẵn đóng quần đi lo việc cho thôn. có những lúc tôi ghét ông ấy lắm. các cụ có câu ăn cơm nhà vác tù và hàng tầm. câu này là nói ông chồng tôi chứ trả ai khác cả. nhưng biết làm sao? có lương thiện có tốt bụng có bao dung thì mới làm được việc này. bà còn có yêu có quý có tin tưởng thì người ta mới bầu chọn ông ấy làm mười mấy năm nay và chồng tôi gặp được bác như vậy như là gặp được quý nhân nói chuyện với bác mà vỡ được rất nhiều điều chồng tôi nói đúng trách nhiệm này không thể đổ dồn lên vai của một mình thầy thầy hãy để cho bà con dân thôn chúng tôi chung tay để gánh vác cùng thầy xin thầy cho phép chồng tôi đi cùng bà con dân thôn phượng bãi có cả các cụ đồng loạt quỳ xuống cầu xin thầy lương đứng trước tình cảnh này Thầy Lương cũng chỉ còn cách quỳ để đáp lễ. Đôi mắt giống ngấn lệ, thầy Lương cúi đầu trước toàn thể dân thôn. "Tôi đồng ý. Mọi người hãy đứng dậy đi, để gặp mọi người quả là cơ duyên lớn đối với tôi." "Cảm tạ thầy Lương." Trước khi đứng lên, dân thôn Phượng Bãi từ các cụ già cho đến trẻ nhỏ đều cúi đầu trước thầy Lương. Lúc này đã là 4 giờ 30 phút chiều đèo tên nải trên vai buộc lại mái tóc bạc trắng bối trên cao cho gọn thầy lương bước ra cổng đình ông Kha đang được vợ chuẩn bị cho một ít cơm nắm muối trắng cùng với nước uống ông kha còn cẩn thận đem theo một cuộn dây thừng cỡ nhỏ mày tới giếng mà có nước còn trèo xuống để lấy kiểm tra mọi thứ đã hòm hòm thầy lương cùng ông kha chọc các cụ và bà con dân thôn để đi đến vị trí của giếng ngọc nhìn ai nấy đều bịn dịn sân đẫn sự lo lắng khi mà tiến chân thầy lương và ông kha khi mà hai người quay lưng bước đi thì từ đằng sau bất ngờ vang lên một giọng nói khoan đã thầy lương bác kha đợi tôi với tôi sẽ đi cùng với hai người thầy lương cùng ông kha quay đầu nhìn lại thì đấy đó là mạnh không còn mặc bộ cảnh phục của công an thầy vào đó là bộ quần áo thường phục mà mạnh mượn được của một người dân trong thôn phượng bãi sau khi được thể lương loại bỏ độc tố trong cơ thể do ngâm mình trong giếng nước ở nhà cô gái tên trâm và nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ sắc mạnh cũng như thể trạng của mạnh bấy giờ đã khá hơn thể lương nói cậu chỉ vừa mới bình phục hơn nữa chuyện này không phù hợp với công an các cậu cho lắm mạnh liền mỉm cười ý thầy là công an mà bị bắt ma bắt quỷ nghe nó không đúng lắm phải không thế cho nên tôi đâu có mặc cảnh phục chứ bây giờ tôi cũng chỉ là một người dân bình thường mà thôi đúng là trước kia tôi không tin vào mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ thế nhưng mà tận mắt chứng kiến những sự việc xảy ra ở thôn phượng bãi tôi đã có suy nghĩ khác chính vì vậy mà tôi muốn đi cùng thầy để tự mình xác nhận lại chuyện này ngoài ra như mọi người đã biết có quá nhiều người chết trong số đó có cả những đồng chí công an giống như tôi cho tới thời điểm hiện tại nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ vẫn còn là một bí ẩn mong thầy cho tôi được đi cùng để tìm ra chân tướng của sự việc thầy yên tâm tôi không làm vướng chân hay là cản trở gì đâu tôi sẽ nghe theo chỉ đạo của thầy ông kha khẽ nói với thầy lương thầy lương à đồng chí mạnh là người năng nổ cũng hết lòng vì bà con Thầy Lương đáp Được rồi Nhưng phía công an chỉ có một mình cậu đi cùng chúng tôi thôi đấy Mạnh liền nói Thầy an tâm Điều này chúng tôi hiểu Cậu Điền sẽ ở lại đây hỗ trợ bà con Còn thủ trưởng thọ sẽ điều động lực lượng công an huyện về trụ sở Sau khi khám nghiệm hiện trường cũng như đưa thi thể các nạn nhân đi Tôi với thủ trưởng thọ cũng hiểu được những nguy hiểm tiềm ẩn mà thầy nói cho nên kéo léo rút tất cả đội rời khỏi Phượng Bãi trước khi mặt trời lặn. Thầy lương liền gật đầu. Nếu vậy thì tốt quá, được rồi, chúng ta đi. Mạnh lấy xe máy để chờ Thế Lương và ông Kha Cả ba rời khỏi đình nghè Thuần phòng bại lúc này vắng tanh Bởi tất cả đều đã kéo nhau ra đình Trên đường đi không có lấy một bóng người Cảnh vật im lìm yên ắng Lực lượng công an huyện đúng như lời của Mạnh nói Cũng đã rời khỏi phượng bãi Theo như chỉ đường của ông Kha Diễn Ngọc nằm ở vị trí khá xa so với đỉnh nghè Cũng giống như là miếu tiên cô kể từ khi giếng cạn không còn nước thì bà con dân thôn chẳng ai lai vãng ra đó nữa trải qua mấy chục năm cây cỏ mọc um tùm đường đi vào giếng cũng khó khăn hơn nói ra thì hơi buồn cười chứ đến đời của ông kha là người ta chẳng nhớ gì tư giếng ngọc nữa ông kha là trường thôn hay họp bàn nói chuyện với các cụ còn biết được chút đỉnh do tò mò cho nên có tìm tới giếng ngọc vài ba lần cho nên mới biết giếng ở đâu chưa hỏi đội thanh niên hay phần đa bà con ở trong thôn, chắc còn lẽ cũng chẳng ai biết. dừng lại dừng xa lại đi. ông Kha vỗ vai cổ mạnh, nhìn chung quanh hai bên đường chẳng thấy cái giếng nào, mạnh liền hỏi: Bà Kha đến nơi rồi à? ông Kha liền lắc đầu: chưa. nhưng mà từ đây phải đi bộ vào sâu bên trong kia mới tới, xe máy không có vào được đồng chí xem để xe tạm ở đâu đó rồi đi theo tôi dừng xe luôn bên đường chỉ rút chìa khóa theo chân của ông kha Thể lương và mảnh băng qua những bụi bông lau cao ngang thân người vừa đi ông kha vừa nói theo lời của các cụ trong thôn kể thì ngày trước đường đi ra giếng quang đẳng lắm bởi vì đi nhiều mà nước trong veo ngọt mát không đâu bằng cho nên cả thôn ai cũng gánh về dùng cứ đến buổi tối nhìn xuống mặt nước y như rằng thiết lấp lánh, như thể dưới đáy giếng có thư gì đó phát sáng. Vậy nên các cụ xưa mới đặt tên nó là giếng ngọc. Thầy Lương lúc này gật gù. Trong văn tự cổ của ông Khiêm, cũng như ghi chép trong sách mà cụ đồng lưu giữ, thì giếng được gọi là giếng ánh sao. Trong sách viết vào ban đêm, mà nước giếng lấp lánh như là sao sáng trên trời. Xem ra tuổi đời của Diễn Ngọc cũng sắp xỉ với đỉnh nghè Thậm chí là còn lâu hơn Sự tồn tại của Diễn Ngọc cây bốn cấp Miếu thần Có thể thấy trong quá khứ xa xưa Vùng đất này thực sự là nơi địa linh lòng mạch Ông Kha lại tiếp Tôi cũng từng nghe cụ đồng kể nhiều chuyện về thời cụ kỵ ngày xưa Cụ đồng nói trong quá khứ dân thôn phượng bãi giàu lắm Của cải nhiều vô kể đất đai màu mỡ trồng gì cũng tươi tốt từ khi đó có cả lời cụ đầm là nếu ngày xưa ngày xưa dân ta mà giàu như vậy thì tại sao đến đời con đời cháu sau này lại cứ nghèo mãi đất đai màu mỡ kiểu gì trong khi mà lúc tôi đẻ ra không biết bao nhiêu vụ mùa màng thất bát hạn hán nhiễm mặn nhiễm phèn đây đồng chí mạnh thấy đây Thân phường bãi đất rộng thẳng cánh cỏ bay. Thế nhưng mà dân cư thưa thớt, đất chống bỏ không có canh tác được là bao bởi thế nghèo mà vẫn hoàn nghèo trong khi đó bà con tần tạo sớm hôm chứ có phải hạng lười biếng gì cho cam mạnh liền nói trước khi về đây cháu có tìm hiểu qua tình hình của phụng châu trong đó có thôn phượng vãi cháu thấy trong mấy năm trở lại đây ở thôn mình cũng được nhà nước các cấp chính quyền hỗ trợ nhiều mà ông kha thở dài rồi chép miệng cái này thì đúng Nhà nước và đảng quan tâm lắm Làm cả đường rồi cho bà con vay vốn làm ăn không một nỗi đừng làm thì răng giờ. Chẳng hiểu sao mà đào lên rồi lại lấp xuống Bao nhiêu năm qua sông đâu Lại còn nhăm nhở hô lớn hô bé Khổ hơn cái lúc chưa làm Mưa xuống nghi một cái rằng lại nhão nhét như là cháu trẻ Còn việc ngà vay vốn làm ăn Huyện cường hành chuyên gia nông nghiệp xuống Hướng dẫn bài bản tỉ mỉ chi tiết cơ mà lạ lắm mấy thôn lân cận người ta nuôi con gì lớn con đó bán đi ẩm mầm trong khi đó cùng một giống gà giống vịt nuôi ở phượng bãi nó chỉ được như vậy coi cặp trả lên nổi tiền đồ và đến lúc bán ra chẳng đủ tiền vốn nói gì để đến tuyển lời công khó khăn khốn khổ lắm xong như ngày hôm nay có nhà chết cả đàn gà mấy chục con ao cá thì cũng chết nổi trắng bụng Đồng chí bảo như thế làm sao mà không chán đời Tôi cũng chẳng hiểu lời các cụ nói thuở xưa thời xưa nó ra làm sao Chỉ riêng tôi là tôi thấy ngày nay Bà con phượng bãi so với nơi khác càng ngày càng tụt hậu Thầy Lương liền giải thích Tôi cũng nghĩ giống với cụ đầm Thậm chí là còn suy đoán trong thời điểm xây dựng đình nghè Người dân ở vùng đất này có phát triển cực kỳ hưng thịnh Chắc có lẽ là sau đó nơi đây mới bị chấn điểm dẫn đến việc linh khí cạn dần. Vì vậy mà người dân phải gánh chịu nhiều tai ương, nghèo khổ và khó khăn. Lấy tay rẽ những lùm cỏ lau, bụi cây dại bên đường đi, ông Kha hỏi. Nhưng mà tại sao họ lại chấn điểm thôn phượng bãi thưa thầy? Thầy Lương trả lời. Tôi cũng chưa có dám khẳng định. Nhưng mà có thể là vì vùng đất này quá giàu có và chủ phú, hoặc là do có kẻ muốn trả thù. Từ thời xa xưa không ít thầy bùa thể phong thủy lưu lạc từ phương Bắc sang đây để tầm mạch. Mạnh liền hỏi, tầm mạch là gì vậy thưa thầy? Thầy Lương trả lời, là đi tìm những vùng đất có long mạch vượng khí để mưu đồ độc chiếm vùng đất đó làm của riêng. Phát hừng quang đại dòng dõi gia tộc của họ. Trong những chuyến hành trình của mình trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam, đã không ít lần tôi gian tay hóa giải những chấn yểm đó. Tất cả những nơi bị chấn điểm phong ấn đều đợt địa linh huyết mạch của Việt Nam. Nước Nam tùy nhỏ, nhưng là nơi địa linh sinh nhân kiệt. Theo sử sách ghi lại của thời điểm vận khí nước Nam cao ngút trời như là dòng thăng thiên, anh hùng hào kiệt nơi nào cũng có. Chính vì sợ khí thế lớn mạnh của nước Nam, người phương Bắc tìm đủ mọi cách để đưa các thầy bùa, thể phong thủy sang nước Nam tầm mạch chấn niệm kìm hãm phá hoại vận khí ở những nơi địa linh long mạch. sư phụ tùy từng nói việc chấn niệm phong ấn huyết mạch địa linh là việc làm sai trái đáng hổ thẹn. đó là hành động nghịch thiên thay đổi thiên ý, hại người rồi tự hại chính bản thân mình. đây cũng là lý do vì sao mà đi đến đâu mà gặp trận đồ chấn niệm phong bế long mạch tôi đều cố gắng hết sức để hóa giải cũng là một cách để tạ tội với người dân sống ở đó về những hành động sai trái của người phương bắc mạnh khẽ cúi đầu cảm ơn thầy bước qua lùm cây chè khuất trước mặt ông Hà thở phào dịch chỉ tay nói thầy lương à đến nơi rồi đây chính là riêng ngập xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này